Hello, xin chào nhà. Rồi, em lên con đầu tiên nha. Mới về luôn đó nha. Con này là mặt đa giác luôn nha. Tommy Hilfiger vậy nè. Đó, còn nguyên siêu chưa qua sử dụng, nguyên táp luôn, full box nha. Nguyên hộp của nó đây. Thì con này em sẽ bán cho nhà là 1780 bao ship nha. Mặt xanh, kim cọc vàng, 6 kim thứ ngày và 24 giờ. Cái siêu đằng trước nha, chứ không phải kính bị chày đâu nha cả nhà. Về cả nhà mua xong tự lột siêu ra đó, đã chưa? Size 46, size 46 thì tay phải hơn 16 là đeo ok, càng 53, dây thép đúc khóa bấm đó, đằng sau nguyên siêu đáy xoáy rồi nè, mở ra nè, quá đẹp luôn. 6 kim nè, mình ấn nhanh qua lịch nè, ấn nhanh qua thứ nè, ấn nhanh qua ngày nè, nấm to nè, rất là đẹp đúng không cả nhà. Rồi em qua con khác cũng là tôm mì của Mỹ luôn, nhưng mà được cái con này lộ máy nha cả nhà. 6 kim mặt xanh, kim cọc bạc, như con này có dạ quang nè, đem chiếu cho, cũng bằng giá luôn cả nhà ơi, thế không có dạ quang mà được cái lộ máy nha, cũng là 6 kim thứ ngày và 24 giờ. Thì con này là size của nó là 44 cả nhà ơi, 44 44 nha. Dây nè, thép đốt khóa bấm đáy đáy của nó nè, đó nguyên siêu hết luôn. 6 kim, ấn nhanh qua thứ, ấn nhanh qua ngày, rất là đẹp cả nhà. Dây thép đúc rồi 1780 luôn nha, cũng nguyên hộp luôn. Rồi đây em mới về thêm được một em nữa cả nhà, Carnival 1986, và giá hôm nay là không phải nghỉ nữa cả nhà ơi, 2380 bao ship cho nhà luôn. New full box 6 kim căng sao automatic, lắc nhẹ là chạy, có code tay, có kính sapphire. Đây đằng sau lộ máy, máy vàng 25 chân kính nha cả nhà. Nguyên hộp dây thép đốt khóa bấm, dây đề mi, có cốt tay, bấm nhanh qua thứ, số 7 là thứ nha, thứ 7 là chủ nhật nè, thứ hai đó gì đó. À, đây là tháng, đây là ngày, sắp qua ngày nè, 24 giờ trăng sao đó, trăng sao, kính sapphire mặt trước mặt sau nha, 2380 bao ship luôn. Rồi cho nó nhanh. Rồi con này mới về thêm nè, giá hôm nay em để cả nhà là 850 bao ship nha, chính hãng luôn. Size 44, thép đúc rất là nặng nha cả nhà, cả nhà nhìn thớ dây nữa nè, nó đúc nha, đề mi xanh dương cực xịn, size của nó 44, 6 kim mặt hai lòng dạ quang sáng, bấm giờ thể thao mặt nè, rất là đẹp nha, chỉ mà chỉ có 850 bao ship thôi cả nhà. Đây xung quanh nó là sợi dây cáp màu xanh dương nha, thì em đang có 3 màu luôn nè, sợi dây cáp màu vàng hồng nè, màu vàng tươi nè, mà chỉ có 850 bao ship thôi nha cả nhà, nó rất là đẹp luôn. 6 kim bấm giờ thể thao nha, chạy full kim, dây thép đúc rất là nặng nha, size 44, tay phải hơn 16 là đeo ok đó. Rồi em có một con đồng hồ mới nè, Chalet Vogelen nha, còn nguyên siêu độc lạ hai nấm, sale hết giá luôn 1280 bao ship cho cả nhà nha. Con này nó chạy đến 3 cốt, 2 múi giờ, ở đây một múi, ở đây một múi, kim giờ kim phút và kim dây rốn nè. Đó, hai nấm góc 10 giờ và góc 4 giờ, size của nó là 45. Mới tinh luôn, còn đằng sau còn nguyên tem đáy, máy là máy Nhật nè. Đó, chống nước 100 m, còn nguyên táp luôn, 1280 bao ship nha, cực độc lạ, vỏ vàng. Rồi cả nhà, đây em mới về được hai em đồng hồ đó, full thép nha, màn hình AMOLED, size của nó là 47 lần cả nhà ơi. Nè con này màu vàng và con này màu bạc, dây bạc luôn đó, là cài được hình con rồng luôn nè, hiển thị 24 24, màn hình rất là sáng đẹp luôn cả nhà.
nè, full tiếng Việt luôn nha, đầy đủ chức năng. Nghe gọi pin châu đó, nhịp tim, theo dõi giấc ngủ, huyết áp, oxy trong máu, thông tin thời tiết. Thời tiết bữa giờ mát lạnh luôn á, ba mấy độ mà. Đó, nghe gọi. Rất là đẹp nha. Con này là C88 808 bao ship nha. Thí dụ anh em nào mà không thích dây thép á thì em có dây cao su nè cả nhà. Đã không? Xịn luôn nha. Ở mặt trước mặt sau đầu dây 22 gắn vô thay vô đeo siêu thể thao luôn, hai đĩa nha. Đó, em đang về được mấy con thôi thì nó rất giống, là rất giống với con này em đang bán nè. Đó, cùng chung một app luôn. Đó, màn hình nè, đâu để em đổi coi, so sánh luôn. À, nó không có chế độ kia. Không có chế độ kia cả nhà. Nó có rung. Đâu để con này em đổi chế độ đó rồi. Đó. Ok chưa? Rất là giống với con A88 này em đang bán nè, bữa giờ nè. Đó. Con này là C88 nha, vỏ vàng và vỏ bạc. Bao đẹp luôn. Anh em nào tay 16 đổ lên là đeo là hết bài luôn nha. Đi mưa rửa tay đi tắm được luôn. Pin rất là trâu. 808 bao ship nha. Không thích dây thép thì em đổi cho dây cao su. Khoan, con đó là đây, em có hai con này A53 503 bao ship nha. Đó. Thì cái con này trước giờ em bán nè, con vuông này thì mẫu mới nên nó chưa có tiếng Việt nha. Đó, thì con này là cũng 530, bán nhanh luôn, 530 bao ship nha. Còn con tròn này mới về nè, size 46, full tiếng Việt cho cái nhà. Chức năng y chang như con kia luôn nè. Em cài được hình con rồng, pin châu luôn nè. Đó, con rồng chip phải khỏe mới chạy được hình con rồng nhớ nha. Mà chỉ có 530 bao ship thôi. Có chế độ rung luôn. Chức năng y chang. Máy ảnh, nhịp tim, huyết áp. Đó, đầy đủ chức năng. Là huyết áp, oxy máu, theo dõi giấc ngủ, nhịp tim, nghe gọi, nghe nhạc. Rất là đẹp nha, 530 bao ship đó nha. Chống nước, đi mưa, đi tắm được luôn, IP67 nha. Nhận tin nhắn thì đó thì tùy, nghe gọi đó. Rồi, đây em mới thay pin được con này nha các nhà. Đó, em đang sale vốn 630 bao ship nha. Dây thép, dây phần chỗ này là bằng đá nha, màu đen nè, đá nè. Tàu phong phối chính giữa là bằng thép, độc lạ nha. Năm kim, lịch là thứ ngày, sai ngang 34, càng 38, giống như dáng vuông nữa. Tay em 17 nha. Anh em nào tay 13, 14, 15, 16, 17, 18 được luôn. Dây là 20 đổ về nha. 630 bao ship đẹp len keng, mới thay pin nữa. Đó. Mời cả nhà nha. Con này tính ra là em bị bơm. Hôm bữa em sale vốn luôn á mà bị bơm hàng, em giờ em phải thay pin lại. Đó, giờ thay pin luôn. À, dây nè bằng đề mi, đó, đọc lạ. Đây, tiếp theo em lên cho cả nhà một con đồng hồ smartwatch nè, vỏ thép nè. Mấy con này là vỏ thép không nha cả nhà. Vỏ thép không nha. Đó, lắc tay nhẹ là sáng. Hiển thị 24x24 luôn. Mà con này mới ra nên chỉ có tiếng tiếng Anh thôi. Nên em bán 850 bao ship nha. Màn hình AMOLED chống nước IP67. Đi bơi được luôn nha. À, đi tắm được luôn. Đó. Màn hình rất là đẹp, rất là ngầu. Size của nó là 47 nha. 47 càng 54. Đây. Vuốt qua vô ứng dụng nè. Thì nó theo dõi giấc ngủ nè.
nhịp tim nè, nghe gọi, tập thể dục thể thao, áp suất huyết áp nè, oxy máu, thời tiết, chụp hình, điều khiển giọng nói. Đây nút nè, nút thể thao nè, có rất là nhiều bộ môn thể thao nha. Pin châu màn rất là đẹp đó nha. Đây em đổi hình nền cho nhà, đẹp không? 850 bao ship nha. Rồi em qua con khác nha. Này cả nhà không thích dây thép thì em thay dây cao su vô nha cả nhà luôn. Đó. Đây con web Mỹ em sale luôn nha, 1150 bao ship luôn. Giá vốn của em là 1 triệu á, size của nó là 44 nha, 44 càng 51. Con này chạy cơ chế là 6 kim chân sau, cọc số La Mã, Red là hãng của Mỹ nha, dán mỏng luôn. 6 kim ở đây là thứ ngày, ủa thứ ngày tháng á cả nhà, thứ ngày tháng chân sau ngày luôn nha. Đó 1150 bao ship luôn. Đây Seiko đẹp ken như mới luôn nè, mấy cái lỗ nè, đáy xoáy nha. Seiko sản xuất tại Nhật cả nhà. Bunsa niềng xoay hai, niềng xoay một chiều, niềng xoay hai chiều, 24 múi giờ toàn thế giới dành cho tiếp viên hàng không cả nhà, để xem giờ thế giới. Con này là 6 kim bấm giờ thể thao nha, 1.280.000 bao ship luôn. Đó hôm nay em vẫn còn sale nha cả nhà, sale hết lô cũ em về lô mới nha, dần reset. Đó. Lan can luôn, thì con này là size của nó là 40 mấy lần đó nha, 45 lần, quá đẹp luôn. Đây em mới về thêm con này, size cũng bự nha cả nhà, mẫu mới luôn, đố cả nhà tìm ra luôn, con này mới ra thôi nhưng mà em để cả nhà là 780 bao ship nha, hai cục pin, động cơ không chổi than nha. Đó, hàng new luôn, có cánh dự phòng, có camera. Đây, gắn thử cục pin cho cả nhà xem. Đó 780 nha, flycam mà anh em nào trên 15 tuổi mới trên 15 tuổi mới chơi nổi nha, cánh quạt rất là mạnh, bay cẩn thận không là nó chém chảy máu á. Đó em khuyên thật, này dòng tập bay nha. Đó bốn cánh có đèn, động cơ không chổi than nha cả nhà. Hàng new full box mẫu mới luôn, em một con em ráng lấy về vui thôi chứ lợi mấy chục rồi cả nhà ơi. Đó, 780 bao ship nha, về được mấy con. Đây em sale tiếp con này là 730 bao ship nha, Folly đó, mặt hai lòng, 6 kim bấm giờ thể thao nữa nha. Đó dây nè nguyên hộp nha, con này là nguyên hộp luôn, Folly như mẫu thời gian của Mỹ sao. Đó 730 bao ship nha, em sale vốn cả nhà ơi. Đây size của nó là 43 nha. Đó 6 kim bấm giờ thao, kim cọc vàng, 430, vỏ trong suốt nha. Đó đấy là thép máy Nhật, đáy xoáy chống nước 100m. Rồi em qua con khác nha. Em còn một con đồng hồ Casio trắng nè, đẹp ken luôn, 650 bao ship nha, Multiband 6 size 41, đèn chuông pin năng lượng khỏe full chức năng, dây rút nha, size 41 nha. Đó size 41 dây rút, tay nào vô cũng được hết, 650 bao ship nha. Còn này em sale 530 bao ship nha. Cái này gọi là, con này là Citizen, 6 kim nhảy múa cả nhà. Có nút nè,
cái kim có kim bán nguyệt chỉ ngày nha. Đó. Chỉ ngày hay chỉ giờ đó, độc lạ. Đáy xoáy, con này sign như là 39 CDN nha. Dây cũng dài luôn, 530 bao ship nha. Đây, em còn con Carnival 1986 rồng phượng 2380 bao ship nha. Có tai kính sapphire size 40, 11 viên đá ruby màu đỏ. Thép đúc khóa bướm máy vàng, đáy xoáy. Kính kính sapphire nha. Đó, con này con phượng nè, rồng. Đây, con này em sale luôn nha. Con này là 650 bao ship luôn. Hàng new full box nha. Đó, độc lạ, chạy có hai kim thôi. Size ngang 45 càng 41. Hai kim, còn lại là kim giờ là kim đĩa. Bên đây là giờ. Bên đây là ngày sáng. Buổi sáng, nay là buổi tối. Đó, 16 giờ, 19 giờ, 14 giờ nè. Đó. Dạ quang rất là đẹp nha nha. Đây. Đó, dạ quang nè. Sale luôn 650 bao ship nha. Còn này em sale luôn 1.050.000 bao ship nha. Die sale Italy. Size to 48 lần. Đó, dây khóa đồng nguyên rin nha. 1.050.000 bao ship, kính ánh cam nha cả nhà. Kính đổi màu. Còn con song mã này 2580 bao ship luôn. 2580 nha, size 40, kính sapphire. Con này như là máy máy Citizen vàng. 21 chân kính đáy xoáy. Size 40. Ở size 41 nè. Song mã. Mới nguyên hộp nha cả nhà. Rồi, sale con này cho cả nhà luôn, test not switch nè. 1.680 bao ship, con này là cơ automatic. Máy Citizen. Niềng xoay hai chiều nha. Đó, con này có tay. Đó. Kim giờ hình chữ O nè. Đằng sau lộ máy máy Citizen nha. Đáy xoáy chống nước một. Đây chống nước 50 mét. Size 39 nha, 1.680 bao ship đó nha. Rồi, con này em cũng sale luôn, Angle Clover chạy kim đĩa nha, 1.150 bao ship cả nhà. Size của nó là 39. 39 càng 51 nha. Đó, độc lạ, chạy kim đĩa, 7 kim bấm giờ thể thao nha. Dần reset dây khóa đồ nguyên riêng hết luôn. Dây của Ý nè, Italian Angle Clover máy Nhật. 1.150 bao ship nha nha. Đây, con này hàng xịn luôn, Baroque, kiểu dáng của nó giống Hamilton Automatic cả nhà. Mà con này của Nhật. Máy là máy Citizen 21 chân kính đáy xoáy. 2.080.000 bao ship nha. Cái này em giá em sale rồi nha cả nhà. Size 41.5, khóa zin luôn. Dạ quang rất là sáng nha. Có tay. Đó. Rồi. Thôi, em tới đây thôi, em chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha. Em xin hết nha.